có thể ăn uống chạy cát ở dưới mé sông đó, thì nó có những cái trò chơi, ví dụ như đập vịt. Nếu mà nó có động cơ thì giác là cái gì? Đây là mấy chiếc đạp vịt. Còn mấy chiếc mà có một cửa này đó thì phải trả tiền thêm. Còn hai đứa mấy chiếc đạp vịt hay nói chung là không có động cơ đó thì cái giá vé nó bao gồm tiền cả. Yeah.
đi, 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 đi. Con như vậy được rồi.